Những đứa trẻ có ký ức từ kiếp trước và nhiều trường hợp thực tế chứng minh luân hồi thực sự tồn tại. Đây là video về một cậu bé mới 4 tuổi được đăng tải trên Douyin khiến nhiều người sửng sốt. Trong video có thể thấy, cậu bé đang kể về việc chiến đấu với một cảm xúc đặc biệt hơn so với những cuộc trò chuyện hàng ngày. Nội dung câu chuyện xoay quanh việc trước khi sinh ra, cậu chính là người lính chiến đấu thuộc quân đội giải phóng. Khi được hỏi về nơi đã chiến đấu, cậu có thể nói rõ địa điểm cụ thể về tiền tuyến Lạo Sơn. Thậm chí còn kể lại rằng, sau khi hy sinh, linh hồn của mình đã rơi vào bụng của một người phụ nữ và một lần nữa được tái sinh. Sau khi phát hành, đoạn video lập tức làm dấy lên sự tranh luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Thậm chí một người có quyền lực rất lớn đã đứng ra xác nhận thông tin mà cậu bé đã nói. Như việc tham gia chiến đấu trên tuyến đầu cũng như quen biết một chiến sĩ tên Tiểu Vương và tìm được những cái tên liệt sĩ đã tham gia trận chiến trên núi Lão Sơn như trong lời kể. Ngoài ra, giữa liệt sĩ Tiểu Vương và cậu bé cũng có chút tương đồng về ngoại hình. Khi trận chiến nổ ra, Tiểu Vương đã ẩn mình trên vách đá trong 10 phút, thu thập hơn 700 bản tin chiến đấu trong hàng chục ngày và phản hồi cho chỉ huy. Nhưng cuối cùng anh cũng hy sinh trong cuộc chiến. Người phụ nữ mà anh yêu lúc sinh thời có tên là A Yên. Ngoài ra, trận chiến ở Lão Sơn có thể quen thuộc với những người thuộc thế hệ trước năm 1960. Nhưng những người thuộc thế hệ 80 và 90 thì lại thường nói nhiều hơn về cuộc chiến tranh Trung Việt. Vì vậy mọi người đều bất ngờ khi nghe được câu chuyện này từ một đứa trẻ. Tất nhiên, cũng có người đặt ra câu hỏi rằng cậu bé có thể đã nghe ai đó kể về trận chiến ở Lão Sơn, sau đó tự sắp xếp lại câu chuyện. Thế nhưng, những trường hợp như cậu bé này không phải là hiếm có trên các phương tiện truyền thông. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra đem nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Tống Anh Kiệt, người dẫn chương trình CCTV của Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết trên Weibo về cậu con trai tên Đậu Bao sắp tròn 4 tuổi của mình. Vào một buổi tối trước khi đi ngủ, Đậu Bao đột nhiên nói về quê của mình ở Tứ Xuyên, gần phía Tây Thành Đô. Cả hai cô con gái của cậu vẫn sống ở đó, nên Đậu Bao muốn về quê thăm họ. Lúc đó, Tống Anh Kiệt bắt đầu nhắc đến một số địa danh để Đậu Bao xác nhận. Khi nói đến Bắc Xuyên thì Đậu Bao đã xác định chính xác là nơi đó. Còn nói thêm là bản thân đã xa quê 10 năm rồi. Điều này làm cho Tống Anh Kiệt giật mình bởi con trai anh chưa bao giờ đến hay nghe nói về Bắc Xuyên, cũng không biết về vụ động đất ở Tứ Xuyên. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhanh đã thu hút nhiều lời bàn luận sôi nổi trên mạng. Mọi người không khỏi liên tưởng Đậu Bao với những nạn nhân trong trận động đất Tứ Xuyên và cho rằng đây là sự tái sinh, chuyển kiếp. Thực tế có rất nhiều câu chuyện về vấn đề luân hồi, chuyển kiếp được đăng tải trên Internet. Những nhà khoa học nghiên cứu về luân hồi đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu khoa học sâu sắc hơn, góp phần tăng độ tin cậy của thuyết luân hồi. Bác sĩ tâm thần người Mỹ Ian Stevenson, người khai sinh ra lý thuyết luân hồi hiện đại ở phương Tây, đã dành 40 năm để đi khắp thế giới, thu thập và tổng hợp hơn 3.000 trường hợp tái sinh của trẻ em từ 2 đến 7 tuổi. Nhiều chi tiết trong các trường hợp này cũng đã được nhóm nghiên cứu kiểm tra và xác minh cẩn thận. Do đó, Stevenson kết luận rằng trẻ em từ 2 đến 4 tuổi có thể lưu giữ những ký ức tiền kiếp rõ ràng và chia sẻ với mọi người. Nhưng sau khoảng 7 đến 8 tuổi, loại ký ức này sẽ dần mờ nhạt và biến mất. Nói một cách đơn giản thì trước 7 tuổi, trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức tiền kiếp. Tìm kiếm ngôi nhà từ tiền kiếp. Tại Vương quốc Anh, có một đứa trẻ tên Cameron Lamb. Khi vừa biết nói, ngoài ba và mẹ thì từ thứ ba bé phát âm là Bara. Ban đầu mẹ của cậu bé cảm thấy con mình là một thiên tài, bởi từ nhỏ cậu đã có thể nói được tên của một địa điểm. Khi lớn lên một chút, mỗi khi nói chuyện với gia đình, cậu bé luôn nhắc đến nơi đó và nói rằng mình là một cư dân của đảo Bara. Tuy nhiên, đảo Bara cách thành phố mà Cameron đang sống hơn 300 km. Gia đình cậu chưa bao giờ đến đó và thậm chí cả ông nội cậu cũng chưa từng đến. Vậy nhưng Cameron vẫn khẳng định rằng nơi đó là nhà của mình và mô tả rằng ở đó có một ngôi nhà màu trắng nằm ven biển. Cậu cũng nói rằng cha của mình tên là Sean Robertson, còn tên mẹ cậu thì cậu không nhớ, chỉ biết mẹ là một người phụ nữ có mái tóc đen rất đẹp.
những lời nói của Cameron khiến cha mẹ cậu rất khó hiểu. Họ đã đưa cậu đến gặp một nhà tâm lý học nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Một ngày nọ, cậu bé Cameron mới 6 tuổi đã khóc và nói một cách kiên quyết rằng mình phải đến đảo Vara bởi gia đình đang rất nhớ cậu. Không còn cách nào khác, mẹ của Cameron quyết định sẽ đưa cậu ấy đến đảo Vara một lần. Cậu bé đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ngôi nhà màu trắng mà cậu luôn mong đợi. Cameron nhanh chóng chạy một mạch đến đó, nhưng phát hiện ra đây chỉ là một ngôi nhà trống. Cậu bé rơi nước mắt, cùng mẹ đi dạo quanh ngôi nhà, giống như cậu đã mô tả trước đó. Với 3 phòng tắm, có thể ngắm cảnh biển. Điều này khiến mẹ của cậu bé rất bất ngờ. Ngoài ra, bà còn tìm hiểu được chủ sở hữu của ngôi nhà thực sự là một thành viên của gia tộc Robertson. Nhưng không tìm thấy thông tin nào về Shaw Robertson. Tuy nhiên, sau chuyến đi đến đảo Vara, Cameron rất ít khi nhắc lại chuyện kiếp trước của mình nữa. Cậu dường như đã chấp nhận một sự thật rằng ngôi nhà ở bờ biển không còn là nhà của mình, càng không thể quay trở lại với kiếp trước. Câu chuyện này không chỉ được báo chí Anh đưa tin, thậm chí truyền hình Anh cũng đã quay một bộ phim tài liệu mang tên The Boy Who Lived Before. Trong ký ức kiếp trước của Cameron, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình trên đảo Vara. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ký ức tiền kiếp của tất cả trẻ em đều là những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ lại trải nghiệm cận tử. Nghiên cứu cho thấy, những trẻ em đã trải qua cái chết thảm khốc hoặc bất thường trong tiền kiếp luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu với những trải nghiệm cận tử. Những đứa trẻ này luôn mang trong mình hận thù và thường xuyên kể chi tiết về sự qua đời của mình trong tiền kiếp. Một cậu bé người Mỹ tên Zilly Addison đã có những ký ức về cái chết trong tiền kiếp. Từ khi 2 tuổi, Zilly thỉnh thoảng lại nói những điều kỳ lạ rằng trước khi qua đời mình đã từng rất đau đớn. Do cậu bé đang ở trong giai đoạn có khả năng bắt chước mạnh mẽ, nên gia đình nghĩ rằng những điều Zilly nói là học được từ TV. Cho đến năm 4 tuổi, khả năng tổ chức ngôn ngữ cũng cải thiện đáng kể, thì một lần cậu bé nói rằng chạy xe nhanh như một viên đạn, sau đó một chiếc xe tải lớn lao đến và tông chết con. Vì Zilly thường xuyên nói những điều kỳ quái, nên gia đình cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng cậu bé có vấn đề về tinh thần, nên đã đi tìm một bác sĩ tâm lý để thực hiện liệu pháp thôi miên. Trong quá trình điều trị, Zilly nói rằng mình tên là James Hersey, qua đời khi chưa được 15 tuổi vì bị tông bởi một chiếc xe tải vào năm 1967 tại Tonkawa, thuộc bang Oklahoma. Điều khiến gia đình Zilly vô cùng sửng sốt là người chú của Zilly, cũng tên là James Hersey, đã bị một chiếc xe tải tông chết vào ngày 12 tháng 12 năm 1967 khi mới 14 tuổi. Nhưng khi đó Zilly vẫn chưa được sinh ra, gia đình cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Sau này Zilly cùng với gia đình đã đến Tonkawa, nơi James được sinh ra. Zilly chưa từng đến đây, nhưng cậu lại rất quen thuộc với khu vực xung quanh. Thậm chí Zilly còn có thể chỉ ra bệnh viện nơi James sinh ra, trường học mà James đã từng học. Sau đó, họ lái xe đến nơi xảy ra tai nạn của James. Nhưng khi đến nơi, cậu bé Zilly vốn đang vui vẻ, đột nhiên khóc nức nở, không chịu rời khỏi xe. Vụ việc này từng gây xôn xao ở Mỹ, nhưng tính xác thực của câu chuyện vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Tìm lại cơ thể kiếp trước bị sát hại. Cũng là một ký ức về sự qua đời trong tiền kiếp, một bé trai 3 tuổi ở Syria đã nhớ lại và chỉ điểm được kẻ đã sát hại mình. Sinh ra trong một ngôi làng trên cao nguyên Golan thuộc biên giới Syria, vào năm 3 tuổi, cậu bé bất ngờ nói với người lớn rằng 4 năm trước mình đã bị sát hại và hỏi liệu mọi người có thể giúp cậu đào lại cơ thể của mình hay không. Khi nghe yêu cầu phát ra từ miệng một đứa bé 3 tuổi, những người xung quanh chỉ nghĩ đây là một câu nói đùa của trẻ con. Nhưng cậu bé lại tiếp tục mô tả chi tiết cách mà mình đã bị giết, khẳng định rằng mình đã bị đối phương dùng rìu sát hại sau khi cãi nhau. Trải qua cận tử kinh hoàng này vẫn hiện về trong tâm trí của cậu bé, khiến cậu thường xuyên bị giật mình sợ hãi, ngủ không ngon giấc. Sau đó cha mẹ của cậu bé phát hiện ra rằng con trai của họ thực sự thức giấc mỗi đêm và khóc la liên tục. Tình trạng này kéo dài hàng tháng trời và càng ngày càng trầm trọng hơn. Họ bắt đầu nghi ngờ lời kể của con trai mình không phải là bịa đặt. Ngôi làng nơi cậu bé sinh sống cũng có nhiều người tin vào việc tái sinh. Vậy nên sau khi bàn bạc, họ quyết định đi tới địa điểm cậu bé nói để điều tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện một ngọn mộ cổ, trong đó có một bộ xương cốt
với vết thương rõ ràng trên sọ. Lúc này, cậu bé liền chỉ vào vết bớt trên đầu mình và nói, đây chính là vết thương mà kẻ hung thủ đã gây ra. Sau khi xác nhận những gì mình nói là sự thật, cậu bé liền nói tiếp rằng muốn nhận diện kẻ sát nhân ngay tại chỗ và dẫn mọi người đến ngôi làng cũ mà kiếp trước cậu đã sống. Khi nhìn thấy một người đàn ông, cậu bé hét to rằng đó chính là tên thủ phạm. Ban đầu người đàn ông vẫn không thừa nhận, thậm chí còn chỉ trách dân làng tại sao có thể tin vào lời nói dối của một đứa trẻ. Nhưng sau khi cậu bé miêu tả chi tiết vụ án, người đàn ông tái mặt, chân tay mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất và thừa nhận tội ác của mình. Một bác sĩ y khoa đã tham gia toàn bộ quá trình và xác nhận câu chuyện này là có thật. Vụ việc cũng được báo chí Syria đưa tin về sự kiện này. Giáo sư Stevenson trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện vết sẹo từ đời trước. Các khuyết tật bẩm sinh hoặc dấu hiệu đặc biệt khác trên cơ thể đều có thể là hiện thân của những trải nghiệm của tiền kiếp. Ông cũng chỉ ra rằng vết sẹo cùng những khuyết tật chính là những bằng chứng trực tiếp và khách quan nhất trong các trường hợp luân hồi. Nói một cách đơn giản hơn, nếu trong kiếp trước một người qua đời do bị làm hại bằng dao hoặc bị bắn, thì vết thương trên cơ thể vẫn sẽ tồn tại trong tiềm thức. Như trường hợp cậu bé người Syria trong câu chuyện chúng ta vừa nói đến, đã bị kẻ sát nhân dùng rìu đánh vào đầu ở tiền kiếp, nên hiện tại sẽ có một vết bớt trên đầu. Hay trường hợp tái sinh của cặp song sinh nổi tiếng Jennifer và Gillian Pollock đều có những dấu vết tương ứng trên cơ thể. Ở phần sườn trái của Jennifer có một vết sẹo dài khoảng 8cm và một vết màu trắng, giống hệt với những vết sẹo trên người chị đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ngoài dấu vết và những cảm xúc đặc biệt như tình yêu hay hận thù không lý do, thì nỗi sợ về âm thanh hoặc tình huống đặc biệt cũng có mối liên hệ với kiếp trước. Ví dụ một số trẻ em thích quấn dây quanh cổ, có thể là đã treo cổ tự sát ở kiếp trước. Những người sợ nước hoặc lửa một cách vô cớ, có thể là do kiếp trước họ đã bị đuối nước hay lửa thiêu. Những thói quen nghề nghiệp khắc sâu trong tâm hồn từ kiếp trước cũng ảnh hưởng đến hiện tại. Đây cũng chính là câu chuyện về cô bé Purnima từ Sri Lanka. Purnima biết nói rõ ràng từ năm 3 tuổi và đã có thể mô tả quá trình sản xuất hương một cách thành thạo, dù không phải xuất thân từ gia đình có truyền thống làm hương, cũng chưa từng tiếp xúc với nó. Cha mẹ của Purnima đã thấy lạ khi đứa con gái bé nhỏ đã làm các món đồ thủ công phức tạp này. Trong quá trình trò chuyện, những lời của Purnima khiến cho họ càng bối rối hơn khi kể rằng trước khi sinh ra, cô là một thợ làm hương tên là Chinnadasa, sống tại Kalaniya. Purnima còn kể rằng mình qua đời do bị một chiếc xe buýt cán qua, thậm chí cô bé còn nhớ rất rõ chi tiết của tai nạn đó. Ở bên trái bụng của Purnima có một vết nám. Cô bé cho biết đó chính là dấu vết của vết thương do xe buýt gây ra từ tiền kiếp. Mặc dù cảm thấy rất bối rối với những gì Purnima nói, nhưng cha mẹ của bé vẫn nhờ người khác điều tra tình hình thực tế tại Kalaniya. Kết quả cho thấy, thật sự có một người đàn ông tên là Chinnadasa, thuộc gia đình làm hương nổi tiếng tại Sri Lanka. Trước khi Purnima sinh ra, thì ông Chinnadasa đã qua đời vì tai nạn giao thông. Điều này chứng minh rằng những gì Purnima nói đều là sự thật. Cô bé chính là tái sinh của ông Chinnadasa. Năm 12 tuổi, Purnima có cơ hội gặp gỡ gia đình của Chinnadasa và ngay lập tức cô đã nhận ra tất cả các thành viên trong gia đình. Một điều đáng lưu ý ở đây đó là theo quan điểm của giáo sư Stevenson, trẻ em sau 7-8 tuổi thì ký ức kiếp trước sẽ dần phai nhạt. Nhưng Purnima là một ngoại lệ khi đến 12 tuổi vẫn giữ lại ký ức tiền kiếp, có thể nhận ra người thân của mình ở kiếp trước. Thậm chí một số người đến khi trưởng thành thì ký ức tiền kiếp vẫn sẽ tồn tại. Còn rất nhiều câu chuyện luân hồi tái sinh, nhưng liệu những ký ức ấy có thực sự tồn tại không? Chúng ta vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Đây là một vấn đề mà khoa học vẫn chưa giải quyết triệt để, nhưng không thể phủ nhận, những câu chuyện trên cũng cho chúng ta biết một bí mật. Đó là cuộc sống là một chuỗi không ngừng, chết không phải kết thúc mà là một cơ hội mới. Nếu con của bạn cũng có những ký ức như vậy, thì không nên vội vàng nghi ngờ hoặc phủ nhận. Hãy cố gắng tôn trọng và lắng nghe càng nhiều càng tốt. Cho đứa trẻ biết quá khứ là những câu chuyện đã qua. Điều quan trọng là phải sống tốt cuộc đời này. Bạn có tin và từng gặp những trường hợp luân hồi tương tự hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé! Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống
vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.